cái phần diện tích màu đỏ này, đó là diện tích quy hoạch dành cho đất ở đô thị tầm nhìn đến năm 2035, thì thành phố Vũng Tàu bắt buộc phải mở rộng định hướng về phát triển đô thị. Thì với cái dải đất hay là nhà chữ nhật dài như vậy đó, giải pháp duy nhất để mở rộng đô thị của thành phố Vũng Tàu đó là mở rộng theo hướng phía Thì bắc, dự án Vũng Tàu Central Point đặt tại vị trí tiếp giáp giữa hai cái vùng quy hoạch mới này và tiệm cận với vị trí của trung tâm hiện hữu cũ. Xin chào quý chị và các bạn, ngày hôm nay ông sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người về giá trị vị trí của một dự án tại thị trường Vũng Tàu và đang được rất nhiều khách hàng quan tâm trong thời gian gần đây, đó là vị trí của dự án Vũng Tàu Central Point. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem vị trí của Vũng Tàu Central Point có giá trị gì cho được cái lợi ích sống cũng như là giá trị đầu tư đối với những khách hàng lựa chọn một sản phẩm bất động sản trong tương lai. Thì trước tiên mình cùng nhắc lại về thành phố Vũng Tàu. Thì Vũng Tàu là một thành phố rất là xinh đẹp và lãng mạn, trong đó Vũng Tàu xem như là một bán đảo xung quanh ba mặt là giáp biển với những cái lợi thế phát triển kinh tế rất là khủng khiếp, như có thể nhắc đến đầu tiên đó là khai thác dầu khí, phát triển logistics và cảng biển, phát triển khu công nghiệp, và đặc biệt một trong những ngành kinh tế mà Vũng Tàu tập trung trong thời gian gần đây đó là phát triển kinh tế biển. Tuy có những cái lợi thế phát triển về kinh tế mạnh mẽ như vậy, tuy nhiên thành phố Vũng Tàu lại có một cái diện tích đất rất là nhỏ và khiêm tốn, chỉ với 141 km². Vì vậy nên thành phố Vũng Tàu luôn cân nhắc kỹ lưỡng trong từng kế hoạch sử dụng các quy hoạch về sử dụng đất để làm sao phục vụ những cái tầm nhìn định hướng mới nhất của chính quyền thành phố cũng như là từ trung ương, đó chính là đưa thành phố Vũng Tàu trở thành một trung tâm phát triển du lịch cao cấp mang tầm đẳng cấp quốc tế theo cái nghị định 24 của Bộ Chính trị được ban hành vào năm 2022 gần đây, và giúp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở thành một trong những cái thành phố trực thuộc trung ương. Trước đây thì thành phố Vũng Tàu được phân chia thành 12 phân khu, tuy nhiên theo cái điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Vũng Tàu mới nhất được ban hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2019 theo cái nghị quyết 586, thì thành phố Vũng Tàu được định hình phát triển theo 7 khu vực chính như sau. Đầu tiên là khu vực sân bay Bắc Phước Thắng, thứ hai nữa là khu vực Gò Găng, thứ ba là khu vực đảo Long Sơn, thứ tư là khu vực Bắc Vũng Tàu, kế bên đó là khu du lịch Chí Linh Cửa Lắk, thứ năm là khu vực công nghiệp cảng, và khu vực hiện hữu hiện tại đây chính là khu vực khu đô thị hiện hữu. Với định hướng mới này thì thành phố Vũng Tàu định hướng phát triển theo hai hướng mới, đó chính là phát triển khu công nghiệp và phát triển ngành kinh tế du lịch. Chính vậy nên thành ra là diện tích cho khu vực đô thị và đất ở thành phố Vũng Tàu theo cái định hướng mới thì đến năm 2025 đó là 2.772 hectare, thì chiếm 36% trên tổng diện tích toàn thành phố, và đến năm 2035 thì chỉ lên đến là 3.930 hectare, chỉ chiếm là 38% toàn diện tích toàn thành phố. Thì chúng ta có thể thấy là với cái diện tích rất là hạn hẹp, đến năm 2035 thì toàn thành phố cũng chỉ có 38% với 3.900 hectare dành cho đất ở và đất đô thị mà thôi. Thì đây là cái bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo từng giai đoạn mới nhất được ban hành tầm nhìn đến năm 2035. Thì chúng ta có thể thấy là khu vực hiện tại của thành phố Vũng Tàu hiện hữu, đó là khu vực trung tâm thành phố hiện tại ở khu vực gần khu bãi trước và bãi sau. Tuy nhiên đối với diện tích này thì trong những năm tiếp theo thì khi mà quy mô dân số tăng lên thì bắt buộc thành phố Vũng Tàu phải có kế hoạch về mở rộng về đô thị. Thì với cái diện tích hạn hẹp 3.900 hectare tầm nhìn đến năm 2035 thì thành phố Vũng Tàu bắt buộc phải mở rộng định hướng về phát triển đô thị. Thì với cái dải đất hay là nhà chữ nhật dài như vậy đó thì chúng ta cũng có thể rất là dễ hiểu thôi. Thì định hướng phát triển, giải pháp duy nhất để mở rộng đô thị của thành phố Vũng Tàu đó là mở rộng theo hướng phía bắc. Thì đây là cái bản đồ quy hoạch sử dụng đất, thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái phần diện tích màu đỏ này đó là diện tích quy hoạch dành cho đất ở đô thị, đây là cái khu vực dành cho đất ở đô thị, lòng là đánh biển màu đỏ này. Thì chúng ta có thể thấy là một giải pháp mở rộng đô thị theo hướng bắc của thành phố Vũng Tàu, thì một trong những cái cụm vị trí mà thành phố Vũng Tàu định hướng gần trong một vài năm sắp tới đó là những cái cụm vị trí theo hướng bắc theo những cái quỹ đất, thì trong đó có một cái quy hoạch về đô thị, đó chính là quy hoạch về phân khu Bắc Vũng Tàu. Đây là một trong những cái quy hoạch mở rộng đô thị rất là trọng điểm cũng như là giúp cho thành phố Vũng Tàu có những cái định hướng phát triển đô thị trong tương lai theo hướng hiện đại hơn, quy mô hơn và đồng bộ hơn rất nhiều so với cái đô thị hiện tại. Thì tại quy hoạch của khu đô thị Bắc Vũng Tàu này thì sẽ là nơi tập trung rất nhiều các cơ sở về trung tâm hành chính chính trị, và tại đó sẽ các cơ sở về hạ tầng cũng sẽ được phát triển đồng bộ và quy mô, và tại đây chỉ được duyệt những cái vùng đô thị theo quy mô hiện đại và mang tính chất quy mô lớn hơn.
Đây là một cái bản đồ phân khu chức năng chúng ta có thể nhìn rõ hơn thì cái phần lõi của dải đất phần vuông thôi. Cái phần màu vàng này nè, đây là cái phần quy hoạch của đất ở đô thị, nên thành ra là chúng ta có thể rất là dễ dàng nhìn thấy đây là khu vực hiện hữu đã rất là đông và gần như là một độ rất là cao rồi. Thì một trong những cái định hướng mở rộng theo hướng bắc đó là mở rộng theo vùng trỏ trung tâm về hướng về phía bắc, thì khu vực đây là khu vực mà thành phố Vũng Tàu sẽ định hướng mở rộng và phát triển, ưu tiên phát triển đô thị trong những thời gian gần đây. Đây là cái bản đồ quy hoạch của hai vùng quy hoạch trọng điểm mà nếu các bạn và anh chị quan tâm về thành phố Vũng Tàu cũng như là thị trường Vũng Tàu thì chúng ta cần phải biết hai cái vùng quy hoạch này. Đó là vùng quy hoạch khu đô thị Bắc Vũng Tàu thì Long mới vừa chia sẻ là theo vùng lõi của hướng về phía bắc của thành phố Vũng Tàu. Và một cái còn quy hoạch thứ hai rất là quan trọng, có nghĩa là kế bên cái vùng đỏ của khu đô thị này theo định hướng mở rộng đô thị hiện đại và quy mô hơn, thì cái vùng Long đang mô tả đây là cái vùng khu đô thị Chí Linh Cửa Lót. Đây là khu vực tiếp giáp với vùng biển Chí Linh Cửa Lót và tại đây sẽ là phát triển những cái mô hình định hướng phát triển du lịch theo hướng định hướng cao cấp và mang tầm tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì vậy nên thành ra là khi mà hai cái vùng quy hoạch này song song với nhau và cùng phát triển theo những cái định hướng mới nhất của thành phố thì cái phần trung tâm thành phố phát triển mới của thành phố Vũng Tàu trong những năm sắp tới đây sẽ không còn là khu vực bãi trước bãi sau hay là khu đô thị hiện hữu nữa, mà là những cái vùng phát triển ở những cái theo cái phân khúc cao cấp hơn, quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn và đồng bộ hơn rất nhiều. Khu vực này nếu mà tính ra khoảng cách so với cái vùng trung tâm cũ thì chỉ cách đó 3 đến 5 km và rất gần tiệm cận với khu vực hiện hữu. Đây là bản đồ sơ đồ kiến trúc đã được thành phố Vũng Tàu ban hành vào năm 2022 gần đây. Chúng ta có thể thấy là dọc theo cái trục đường của đây là khu đô thị Bắc Vũng Tàu, sơ đồ quy mô kiến trúc trong trong tương lai. Thì hiện tại là đã có rất nhiều các trung tâm hành chính giống như là bệnh viện thành phố Vũng Tàu hay là trung tâm hành chính Vũng Tàu đã có những cái bản vẽ kiến trúc rất là đẹp và quy mô. Thì dọc theo cái tuyến đường 2 tháng 9 chúng ta có thể thấy với cái quy hoạch này sẽ là mọc lên những cái tòa tháp cao tầng về đô thị. Đây sẽ là một trục đường rất là sầm uất về đô thị trong tương lai. Đây là một cái bản đồ cho quý anh chị có thể dễ hình dung hơn. Tại hai quy hoạch khu đô thị Bắc Vũng Tàu và quy hoạch về du lịch Chí Linh Cửa Lót mang phân khúc cao cấp thì dự án Vũng Tàu Central đặt tại vị trí tiếp giáp giữa hai cái vùng quy hoạch mới này và đây là một cái khu vực tiệm cận với vị trí của trung tâm hiện hữu cũ, thì chỉ cách đó là 5 km mà thôi. Và ngoài ra với vị trí của Vũng Tàu Central hiện hiện tại đó là nằm giữa vùng xoay trục giao lộ giữa đường Hai Chí và đường Nguyễn Hữu Cảnh thì tại đây có một cái vùng quy hoạch nhỏ về đô thị, đó là cái khu vực quy hoạch của khu đô thị Bầu Trũng tiệm cận với khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thì đây tại đây cũng là một cái quy hoạch rất là đẹp về đô thị. Tại đó vùng lõi ở phía giữa sẽ là một cái quy hoạch của một cái hồ Bầu Trũng rất là đẹp, mở rộng của khu vực hồ Bầu Trũng của Phượng Hoàng cũ hiện tại. Thì trong cái nội dung chia sẻ ngày hôm nay thì Long sẽ chưa chia sẻ về những cái việc những cái giá trị tiện ích xung quanh dự án hay là những cái giá trị lân cận gần của dự án. Thì đối với nội dung này thì Long chia sẻ cho quý anh chị và các bạn hiểu rõ hơn vị trí của Vũng Tàu Central World hiện tại nằm trên những cái vùng quy hoạch mở rộng trong tương lai tầm nhìn đến năm 2025 và đến năm 2030. Có những cái cơ sở để chúng ta có thể là đặt niềm tin vào vị trí của Vũng Tàu Central World hiện tại. Như Long vừa chia sẻ thì có thể thấy là diện tích đất dành cho đô thị ở trong hiện tại cũng như là trong tương lai của thành phố Vũng Tàu đã rất là hữu hạn và rất là khan hiếm, và một trong những cái kế hoạch giải pháp mở rộng vùng đô thị thì với cái địa thế của Vũng Tàu hiện tại thì chỉ có mở rộng vượt vùng lõi hướng về phía bắc, thì Vũng Tàu Central là một trong những cái điểm điểm đến đầu tiên của cái vùng mở rộng hướng về phía bắc Vũng Tàu và chỉ cách thành phố cũ, trung tâm thành phố cũ là 3 km mà thôi. Và tại đây hiện tại đã có rất nhiều các quy hoạch về dự án, trong đó có những dự án đã hình thành cùng dân cư khu đô thị, hạ tầng khu vực xung quanh đã được đồng bộ rất là đẹp và rất là chuẩn chỉnh rồi. Và trong thời gian sắp tới này thì trong tiên phong đó là dự án Vũng Tàu Central là một trong những dòng căn hộ cao cấp được đặt để tại cái quy hoạch đô thị mở rộng trong tương lai này rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thể tham khảo thêm một số cái giá trị về tiện ích lân cận của vị trí của Vũng Tàu Central. Như ông chia sẻ đây là khu vực hồ Phượng Hoàng cũng như hồ Bầu Trũng tên cũ hiện tại. Hồ này đã hiện hữu và có quy hoạch, nếu mà theo quy hoạch khu Bầu Trũng thì nó sẽ còn kéo dài về sau.
và tiệm cận giao lộ. Đây là khúc giao lộ giữa vòng xoay giữa hai trục đường chính, đó là trục đường 29 như trục đường Long Mới vừa chia sẻ. Nằm trên trục đường này, theo quy hoạch của quận thì Bắc Vũng Tàu sẽ là những cái tòa nhà cao tầng đô thị dành cho đô thị ở, nó sẽ nằm dọc trên những trục đường này. Và từ dự án của Vũng Tàu Singapore thì chúng ta di chuyển hướng về đường Nguyễn Hữu Cảnh thì chỉ cách 1,5 km là quý khách hàng có thể là tiếp cận đến khu vực bãi biển Chí Linh. Thì Long cũng chia sẻ, có nghĩa là bãi biển Chí Linh kế bên của Sun God Paradise là một trong những cái quy hoạch khu quy hoạch Chí Linh Club. Đây là một khu quy hoạch về du lịch tầm phát triển theo phân khúc cao cấp hơn và mang theo định hướng mang tầm tiêu chuẩn của quốc tế. Thì đây là những chia sẻ của Long về vị trí của Vũng Tàu Singapore với những cái tầm nhìn vĩ mô hơn liên quan tới những cái quy hoạch trong tương lai dài hạn đến năm 2025, trong những năm gần tới. Thì hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp cho các quý anh chị sẽ có những cái thông tin hữu ích, từ đó có thể mình đưa ra những cái lựa chọn quyết định sớm nhất khi mà mình quan tâm về cái dự án Vũng Tàu Singapore. Trong những cái chuyên đề tiếp theo thì Long sẽ chia sẻ sâu hơn về những cái quy hoạch lân cận của Vũng Tàu Singapore để chúng ta thêm cùng hiểu rõ hơn về dự án Vũng Tàu Singapore cũng như là những cái thông tin mới nhất của thành phố Vũng Tàu trong sắp tới. Xin cảm ơn và xin chào mọi người.